Thời thời ạ. Chào các Xin chào thầy. con. Hôm nay thầy sẽ livestream cái buổi học của mình để các bạn khác cùng học nhá. Thầy cái bài tập bài 4 đó thầy. Em không biết làm sao em bạn trai em thấy thầy chữa bài năm 2005 ạ. Đề am ạ. À, đề án năm 2005 hả? Vâng, em tìm em không thấy. Trên trên cái kênh YouTube Toán Thầy Kiên ấy có rất là đầy đủ các cái bài mà thầy chữa tất cả các đề am hàng năm. Thế thì cái đề am thì không chỉ là những bạn mà ở Hà Nội mới cần tham khảo mà ở các tỉnh khác cũng cần. Bởi vì cái đề thi am là một trong những đề thi mà tương đối có tính chất là có tính chất tương đối là chuẩn mực và nó cũng tương tự, nó cũng gần giống các một số kỳ thi của các tỉnh khác. Thế thì thầy nhá, thì các con nếu có thời gian thì hãy vào cái trang YouTube Toán Thầy Kiên để xem các cái bài chữa. Những năm trước thì thầy làm các cái bài giảng nó hơi dài một chút. Tuy nhiên cái dài nó cũng có cái hay là chúng ta được nghe thật kỹ, đúng không? Nghe thật là kỹ. Cho nên là mình chịu khó một tí. Đấy. Thầy Kiên sẽ livestream cái buổi học của lớp mình để các bạn là học sinh trên toàn quốc có thể tham gia học. Đấy, vì vậy là thầy đề nghị các con là tích cực. Đấy, nhưng mà mình cũng giữ trật tự nhé. Khi tương tác thì thật nhanh nhẹn để tránh trường hợp là mất cái thời gian đấy, và để cái thời gian chết nó không hay. Thay mặt cho lớp học thì thầy Kiên xin chào, xin kính chào toàn thể các quý phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể các bạn đang theo dõi livestream trên ba kênh, trên kênh TikTok, trên kênh Facebook và kênh YouTube. Trước hết là thầy Kiên xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ kênh Toán Thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Và thầy Kiên mong muốn là trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để giúp cho các bạn học sinh trên toàn quốc là có những cái niềm đam mê, ham thích hơn đối với môn toán, học giỏi hơn và có những kiến thức tham khảo thú vị hơn, hữu ích hơn. Đấy, giúp cho các con học giỏi hơn môn toán và giỏi hơn trong cuộc sống sau này. Thầy Kiên trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số việc khá bận, cho nên là không thường xuyên là livestream các cái buổi học cho các bạn cùng học được, thì rất mong các quý phụ huynh và các bạn thông cảm. Và trong thời gian tới thì sẽ cố gắng sắp xếp và dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ thêm cho cộng đồng và livestream các cái buổi học để các bạn cùng tham gia. Trong buổi hôm nay thì mời quý phụ huynh, các bạn học sinh và các bạn tham gia một cái buổi học của lớp 5 nâng cao kênh Toán Thầy Kiên. Thì lớp này thì sĩ số thì chắc là có chừng khoảng độ 30 bạn, khoảng 30 40 bạn gì đấy. Và nội dung vào tức là tập trung vào các cái dạng kỹ năng tư duy để giải quyết các cái bài toán, để hướng tới kỹ năng giải quyết vấn đề và giúp cho các con rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong tương lai. Đấy. Đấy là mục tiêu xa. Còn mục tiêu gần, gần hơn, đấy là giúp cho con từng bước hoàn thiện kỹ năng và kiến thức của mình để sẵn sàng thi vào các trường chất lượng cao trên trên toàn quốc. Đấy, vào cuối năm nay
tức là những trường mà ta tạm gọi là những trường chất lượng cao. Thế chứ bây giờ mình không gọi là trường chuyên lớp chọn nữa, mà mình gọi là các trường chất lượng cao mà có tổ chức thi tuyển. Ví dụ như là ở Hà Nội thì thường thì có 6-7 trường tổ chức thi tuyển. Chẳng hạn như là trường khó nhất là trường Hà Nội, trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Rồi tiếp theo là đến trường các cái trường như là trường Trung học cơ sở Cầu Giấy Hà Nội, cũng là một cái trường khá là khó và được yêu thích, nhiều học sinh yêu thích. Rồi tiếp đến là trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Đấy. Rồi trường Lương Thế Vinh, trường Nguyễn Siêu, trường Đoàn Thị Điểm, trường Marie Curie, trường có một số cái trường mới nữa, ví dụ trường Thanh Xuân, trường Trung học cơ sở Thanh Xuân cũng khá là được các bạn yêu thích. Rồi cái trường Archimedes, trường Ngôi Sao, đấy, đấy là những cái ngôi trường rất là tốt. Ở đây có bạn nào học Ngôi Sao ấy nhỉ? À, bạn Nguyễn Ngọc Hà, chào con. Bạn nào nữa? Ừ. Ngôi Sao, Archimedes là những ngôi trường rất là tốt. Đấy, thì đấy là những cái ngôi trường mà có tổ chức thi tuyển ở Hà Nội nhiều lắm. Tuy nhiên ở các tỉnh khác thì ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy biết là có Trần Trần Đại Nghĩa Trần Anh Nghĩa. thi tuyển theo hình thức là thi toán tiếng Anh và môn tiếng Việt nữa. Thế còn ở các tỉnh khác cũng có. Ở các tỉnh khác thì thầy không nhớ tên các trường, chỉ nhớ tên ở Thanh Hóa thì có trường Trần Mai Ninh. Bạn nào ở Thanh Hóa nhỉ? À, đồng hương với thầy, một bạn, hai bạn. Trường Trần Mai Ninh là một trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh là một trong những ngôi trường mà cực kỳ tốt. Thầy Là năm cái ngoái đi chào nôi Mai Ninh, năm ngoái đi chào cái Mai Ninh nôi là tại của rất nhiều để bạn học sinh giỏi. Đấy, cái nôi của rất nhiều bạn học sinh giỏi và là tạo nguồn cho các trường chuyên của cả tỉnh, của đặc biệt là trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa. Đấy. Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa thì con biết rồi đúng không? Đấy, thầy cũng thì trường Trần Mai Ninh là một trong những ngôi trường tạo nguồn rất là tốt cho các trường chuyên. Đấy, và đấy cũng là một ngôi trường mà các con hãy cố gắng phấn đấu. Được học ở đó thì không chỉ là được học tốt mà các con còn có thầy cô giỏi, bạn ngày giỏi, trước ngày môi trước chị trường tốt cũng học Long Sơn. đấy, cơ sở vật chất tốt nha. Ở Hà Nội thì thường thì các bạn chưa đến giờ học nên thầy nói qua một chút. Ở Hà Nội thì thường thì các bạn hay nhắm tới các trường hàng đầu như là trường A, trường Cầu Giấy đấy, trường Thanh Xuân, trường Nguyễn Tất Thành, trường Ngôi Sao, trường Archimedes. Đấy là những ngôi trường tốt. Thì ngoài chất lượng dạy học rất là tốt, các thầy cô rất là giỏi, các bạn cũng rất là đồng đều, rất giỏi. Đấy, thì ngoài ra thì còn có một cái những yếu tố nữa, phải cơ sở vật chất đấy rất là đầy đủ. Chẳng hạn như là các trường lớn ấy, thì có cả bể bơi, sân bóng đá, sân bóng chuyền, rồi bóng rổ, thậm chí là có như trường Am là có cả sân tennis dành cho các bạn học sinh đấy nữa. Rất là nhiều thứ. Môn thể thao trong nhà thì có bóng rổ, trường Am là có cả một cái sân bóng rổ đấy. Trường Cầu Giấy thì có bể bơi, sân bóng đá, bãi tập mà thể lực, rồi phòng tập gym. Oh, hay lắm. Ngoài ra thì có các câu lạc bộ rất là hay. Các câu lạc bộ là những nơi tụ tập, những nơi có thể nói là tập hợp của rất nhiều các bạn học sinh, có thể nói là như thế nào nhỉ, có chung niềm đam mê trong một lĩnh vực nào đấy. Thầy lấy ví dụ như trường Am hoặc là trường Cầu Giấy đều tổ chức các câu lạc bộ về toán này, toán và khoa học này, rồi câu lạc bộ tiếng Anh này, rồi câu lạc bộ văn này, câu lạc bộ báo báo chí à, hay là truyền thông gì đấy, PR truyền thông, theo thầy nhớ là như thế đấy. Rồi thế ví dụ nhé, cái câu lạc bộ gọi là truyền thông của trường Am ấy, các bạn ấy làm những việc gì, các bạn ấy tự tự học hỏi lẫn nhau,
và tự tổ chức tất cả các chương trình, các sự kiện dành cho học sinh của trường Am hàng năm. Đấy. Nó có một số sự kiện lớn, cực lớn, các con lại có hàng nghìn người tham gia. Đấy, với cả các anh chị ở lớp trên và các bạn ở lớp, hàng nghìn người tham gia, vài nghìn người tham gia. Chương trình lớn lắm mà các bạn tự đứng ra tổ chức được, rất là giỏi. Phải nói là thầy đánh giá đấy là một trong những cái môi trường mà đào tạo cho các con những cái rất là giỏi. Hay là trường Nguyễn Tất Thành cũng có những cái câu lạc bộ như thế, gọi là câu lạc bộ gì đấy, tên là gì nó lằng nhằng lắm, nhưng mà có rất nhiều bạn là giỏi thiết kế, rồi giỏi tổ chức sự kiện, viết báo, chụp ảnh, làm clip, à hay lắm, nhiều cái hay lắm. Trường rồi trường trường Cầu Giấy cũng thế. Thế thì các con hãy cố gắng để mà vào được những ngôi trường tốt và có môi trường tốt nhé. Tuy nhiên, Wow. để mà cố gắng được ấy, thì mình cần phải nỗ lực từng ngày, từng môn đấy, chứ không phải là cứ 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 đều đều chung chung là vào được đâu. Bởi vì sao biết không? Ví dụ như Hà Nội, ở các tỉnh khác cũng tương tự. Hà Con Nội chào có thầy. khoảng 10.000 học sinh, chào con, 10.000 học sinh của một khối, của một 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 lứa tuổi của các con ấy. Thì chỉ họ chỉ lấy có đâu 200-300 thôi, hơn 200 thì 240 bạn. Chỉ có 240 bạn. Đúng không? Thì rất ít. Cho nên là mình cần phải phấn đấu. Mà muốn phấn đấu ấy, thì mình cần phải thành thạo các dạng bài toán. Có 3 môn cần phải học: toán, tiếng Anh và tiếng Việt. Đều đặn cả 3 môn cho thầy. Và đều phải để đạt được một cái mức là gì? Ví dụ là các bạn ở Hà Nội thì tất cả các bạn sẽ phải nỗ lực để mình lọt vào trong top 300 học sinh giỏi nhất Hà Nội. Các con nhớ nhé, top 300 học sinh giỏi nhất Hà Nội. Các tỉnh khác thì các con phải lọt vào top cao hơn. Đấy, đấy là top 100. Có được không? Phải cố gắng như thế. Không khó đâu. Và cái này ấy là thầy làm được. Qua nhiều năm rồi thầy làm được. Cho nên các con đừng sợ, đừng lo lắng. Đừng lo lắng, đừng sợ. Thầy giúp được các con ở một cái mức xuất phát điểm bình thường có thể lọt vào được cái top cao của học sinh các tỉnh. Cái đó là cái mà mình không sợ nhé. Cái điều quan trọng là gì? Các con phải nỗ lực hàng ngày. Thôi, thầy nói lan man quá. Về cái bài tập mà của cái buổi vừa rồi ấy, thì là một trong những cái bài toán tổng tỷ hiệu tỷ mà có nhiều thời điểm Đúng vừa nghe sao? lúc đầu lúc sau. Thế thì vì để chữa hết các cái bài đó cần chúng ta cần thời gian phân tích hiểu rõ bài toán. Vì thế cho nên là thầy sẽ quay video các cái bài chữa để thầy gửi cho các con qua Classroom nha. Thì các bạn sẽ xem bài chữa qua Classroom, đối chiếu với đáp án của mình và nhận xét của thầy ở bài tập. Đấy, để chúng ta rút ra những kinh nghiệm để mình tiếp tục mình hoàn thiện kỹ năng giải toán. Đấy, kỹ năng làm bài. Ví dụ như bạn Đỗ Thị Kim Ngân chẳng hạn, bạn ấy chủ động là khi mà không giải được bài 4 đúng không con? Thì bạn ấy chủ động, bạn ấy lên bạn tìm, bạn phát hiện ra thì Kiên có một cái kênh chuyên giải các đề am và có cái câu đấy. Tốt. Đấy, các con chủ động tìm thì các con sẽ thấy. Mà không chỉ là thầy, mà khi các con chủ động tìm tòi thì chắc chắn là các con sẽ tìm thấy được rất rất nhiều tư liệu của các thầy cô giáo khác nữa. Còn hay hơn cả thầy cơ. Đấy, cho nên là cứ chủ động tìm tòi. Thế còn thầy sẽ dành thời gian của buổi học hôm nay để chuyển sang một chủ đề mới. Một chủ đề mới. Bài toán 2 tỷ số. Bài 2 tỷ số. Thì nói với các con như này. Nghe đến bài toán 2 tỷ số thì không biết là đã bạn nào làm chưa?
Đấy. Nhưng mà thầy tin là đâu đó các con đã gặp rồi. Đã gặp rồi. Nhưng mà mình có biết là cái dạng này nó quan trọng như thế nào không? Quan trọng như nào? Bạn nào có đã gặp cái dạng bài 2 tỷ số rồi cho thầy biết nào? Em Nào có biết đã đây gặp rồi. Bạn Xuân Trường à? không? À không biết. Ừ. Dạng bài toán 2 tỷ số ấy, cái tầm quan trọng của nó nói lên nó có thể là mình có thể hình dung thế này. Trong các kỳ thi vào các trường chất lượng cao của Hà Nội và các tỉnh khác Bây thì giờ gần như chắc chắn là bao giờ cũng có không chỉ một bài mà thậm chí còn nhiều bài. Có những năm có tới 3 bài. 3 bài trên 12 13 bài. Đấy, rất là nhiều. Về bài toán 2 tỷ số. Thế thì chỉ cần như thế các con có thể đánh giá là à, thế thì nó phải quan trọng thế nào thì các thầy cô mới 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 thử thách chúng ta chứ, đúng không? Thế thì đầu tiên ấy là mình học để mình thi. Sau đó thì mình có hình dung này. Có rất rất nhiều yếu tố mà chúng ta nắm bắt được hai cái dữ kiện tại hai thời điểm khác nhau. Đấy. Ví dụ ở thời điểm thứ nhất có một cái tỷ số, ở thời điểm thứ hai có một cái tỷ số. Và chúng ta buộc phải tạo ra được mối liên hệ để tìm được hai đại lượng đó. Đấy, rất rất là nhiều. Thì hôm sau thầy sẽ cho chúng ta một số, à, mà không cần hôm sau, ngay cả trong bài toán, từng bài toán này thôi, chúng ta cũng sẽ có những cái bài toán ứng dụng thực tế. Ngoài ra thì cái dạng toán này nó thể hiện hai kỹ năng cực kỳ quan trọng của các con. Đấy, một là kỹ năng giải toán về phân số. Về phân số là kiến thức trọng điểm lớp 5. Và cái thứ hai là giải các bài toán, tức là cái thứ hai là kỹ năng giải các cái bài toán về về tổng tỷ, hiệu tỷ, số phần, tư duy. Thế nó rất là khá là quan trọng. Rồi nó thể hiện cả kỹ năng giải bài toán bằng phương pháp vẽ sơ đồ đoạn thẳng nữa. Đấy, khá là nhiều, đúng không? Cho nên là nó quan trọng. Thế thì trước hết thầy sẽ cho các con một bài toán để các con nghiên cứu trước nhé. Và các bạn sẽ nghiên cứu trước đề bài. Đây là một cái ví dụ. Các bạn hãy lấy giấy nháp ra. Các bạn có thể sử dụng sơ đồ đoạn thẳng, tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng hoặc là bằng bất cứ cái công cụ hỗ trợ nào. Đấy. À, sau đó thì các bạn sẽ suy nghĩ xem là chúng ta sẽ nên giải quyết bài toán này như thế nào. Rồi, thầy mời các con. Cô giáo vẽ hai đoạn thẳng có độ dài đoạn thẳng một độ bằng 2/3, 2/5. À, tắt mic, tắt mic. Bạn nào đây tắt mic đi con. Đừng. Rất là nhanh, thầy đã nhận được ngay kết quả của bạn Trí Lâm. Thầy xin chúc mừng bạn Trí Lâm là người đầu tiên có kết quả. Nhưng mà thầy xin thông báo một tin buồn là bạn kết quả của bạn đã sai. Nghe Mời bạn làm lại. tình Bạn nào đổi tên ngay nhé. Superman là bạn nào? rồi. À. Thầy kiểm tra kết quả của em đi thầy. Thầy đã kiểm tra thấy chưa có kết quả nào đúng cả. Chưa có kết quả nào đúng. Các con hãy suy nghĩ thêm đi.
Rồi, đây là bài đầu tiên và thầy chưa thấy có kết quả nào chính xác. À, có lẽ là các con đang chưa có Thầy cái ơi đợi hướng giải. Tại sao cái màn hình của thầy nó tự nhiên nó chuyển sang các bạn ấy nhỉ? Rồi, thầy sẽ hướng dẫn các con phương pháp em. tư Thầy duy cái di dạng chuyển. này. Hả? Thầy di À chuyển. đấy, thầy các con không nhắc thầy. Quên à? Rồi, thầy ghi rồi. Rồi, các bạn hãy chú ý. Ở bài ví dụ 1 này. Ví dụ 1 này. Người ta cho dữ kiện là gì? Là cô giáo vẽ hai đoạn thẳng. Đoạn thẳng. Sẽ phải thầy phải có hai cái màu. Đây thầy sẽ lấy hai cái màu. Rồi. Cô giáo vẽ hai đoạn thẳng. Độ dài của đoạn thẳng màu đỏ bằng 2/5 độ dài của đoạn thẳng màu xanh. Tóm tắt cái này bên đây. Độ dài màu đỏ này thì bằng 2/5 độ dài màu xanh, có nghĩa là màu đỏ 2 phần thì màu xanh là 5 phần. Thế thì ta sẽ vẽ cái sơ đồ đấy cho màu đỏ nhá. Màu đỏ đây, đỏ và xanh ở dưới này, màu xanh à, màu đỏ là 2 phần, 2 phần đây chẳng hạn thế, 2 phần nhá, thì màu xanh là 5 phần như thế. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ chưa? Đủ rồi, đúng không? Đủ rồi. Thế thì ở đây là ta có là màu đỏ là 2/5 của màu xanh. Bây giờ người ta cho tiếp là cô giáo kéo dài đoạn thẳng màu đỏ thêm 18 cm. Màu đỏ này tăng thêm 18 cm, cộng thêm 18 cm. Thì nó dài bằng 4/5. Thì khi đó nó được cái độ dài mới của nó nhá, mới. Cái độ dài mới nó dài bằng 4/5 của đoạn thẳng màu xanh, 4/5 của màu xanh. Như vậy ta thấy là màu xanh của ta ấy là không thay đổi gì cả. Đấy. Và khi đó thì nếu màu xanh là 5 phần thì màu đỏ là 4 phần. Vậy thì ta lại vẽ tiếp. Như vậy khi đó màu xanh vẫn là 5 phần. Màu đỏ bây giờ sẽ là 4 phần như thế. Thế thì màu đỏ mới thế này nối vào thì được 4 phần. Đấy, 4 phần. Như vậy tăng tăng thêm mấy phần nữa đây? 2 phần đúng không? Đây là 18 cm. Đề bài cho mà là nối thêm 18 cm thì được 4/5 của đoạn thẳng màu xanh. Bây giờ chúng ta cần đi tìm cái gì? Hỏi ban đầu mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu cm? Ban đầu, đây là đoạn thẳng màu xanh ban đầu cần tìm. Và đoạn thẳng màu đỏ ban đầu cần tìm chính là đoạn này. Ban đầu nhá. Bây giờ nhìn vào cái sơ đồ này, các con có suy nghĩ thêm gì không? Nào, bây Cô giờ đang gửi dựa kết vào quả sơ cho đồ thầy này nào. ạ. Thầy kiểm tra kết quả của em Em đi gửi kết thầy. quả rồi thầy ơi. Tìm À, số như vậy giữa là đã hai có một số. số. Ơi, đỏ là sao hay là mướt vậy thầy? Mướt mượt mượt Tìm lúc sao hay là tìm lúc đầu vậy thầy? ban đầu bạn Khánh Linh bảo gì con? không Thì con có hỏi gì đâu thầy. Con hỏi nha.
Ui, có bạn tin chết kìa trời. Còn mất cái hội. Mất mừng mừng. Thầy đọc tên các bạn có kết quả chính xác nhé. Thứ nhất là bạn Trí Lâm. Thứ hai là bạn Xuân Trường. Thứ ba là bạn Đỗ Thị Kim Ngân. Thứ tư là bạn Quách Đại Vinh. Thứ năm là bạn Lê Phi Yến. Thứ sáu là bạn bạn Sơn Tùng MTV chưa đúng. Thứ sáu là bạn Xuân Trường, chính xác, rất tốt. Thứ bảy là bạn Nguyễn Ngọc Hà, rất tốt. Thứ tám là bạn Mang Chất, chính xác. Thứ chín là bạn Sơn Tùng. Sơn Tùng MTV à? Là bạn Vũ Sơn Tùng đúng không? Đổi lại tên đi, không lại nhầm với bạn bạn gì, bạn Phạm Sơn Tùng à? Tiếp theo là bạn Tiến Phát, chính xác. Tiếp theo là bạn Đỗ Thị Kim Ngân, chưa đúng. À, bạn Nguyễn Bình An, chính xác, rất tốt. Làm lại đó, làm từ gió lên. Bình à, người ta gọi à. Như vậy dựa vào cái sơ đồ này, các con có những cái suy nghĩ và các bạn đã tìm được ngay ra kết quả. Ban đầu thì cái đoạn đỏ là 2 phần, đúng không nào? Và sau khi mà tăng thêm 18 cm thì nó trở thành 4 phần. Vậy thì cái 18 cm này, 18 cm này nó sẽ chiếm là 4 trừ đi 2 bằng 2 phần. Đúng không? 2 phần. Đấy. Thế thì cái phần lên là gì? Cái phần đấy thì đây là một cách nói, nhưng mà trước đó thì ta phải nói là cái phần đây là phần mà nếu như coi nha. Coi cái mà ta gọi là cái gì nhỉ? Cái đoạn màu xanh, nếu coi cái đoạn xanh là 5 phần bằng 5 phần. Bằng 5 phần. Thì lúc đầu đoạn đỏ là 2 phần, 2 phần 5 của xanh mà. Lúc sau của đoạn đỏ là 4 phần. Vậy 18 cm là 2 phần. Như vậy 2 phần 18 thì ta sẽ tìm được 1 phần, giá trị của 1 phần sẽ là 18 chia cho 2 bằng 9 cm. Đấy. Như vậy 1 phần bằng 9 cm thì khi đó ta tìm được màu đỏ. Màu đỏ là 2 phần nên bằng 9 nhân 2 bằng 18 cm. Thế còn màu xanh, bạn màu xanh sẽ là 9 nhân 5 bằng 45 cm. Đấy. Thì đây là các cái bước để ta tư duy, ta giải cái bài toán này. Ở trong bài toán này ấy, các bạn thấy nó phảng phất nó có cái, nó có tương đối, nó giống cái bài toán về phân số mà mình học ở cuối lớp 4 đúng không? Và đầu lớp 5 thầy đã ôn cho con rồi. Bây giờ ta thử xem là cái dạng này nó có những cái đặc điểm gì mà chúng ta có thể rút ra một cái quy tắc chung hỗ trợ cho tư duy của mình. Đấy, bài này có đặc điểm gì? Thì ta thấy đề bài ấy, thầy ơi, đề bài cho chúng ta hai cái tỷ số. Thầy ơi, sao con? Thầy chưa chữa bài Linh Kim? Hả? Thầy chưa chữa bài á? À, bạn Linh Chi vào muộn. À, chữa bài thầy sẽ dành để chữa qua video, thầy gửi qua Classroom Linh Chi nhá. Đúng ạ. Ừ. À, như vậy đặc điểm của bài toán này ấy, đặc điểm này, nha, đặc điểm, đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là người ta cho hai đại lượng. Ta có hai đại lượng. Đại lượng. Trong đó đặc điểm này trong đó có một đại lượng không thay đổi, tức là đoạn thẳng màu xanh. Đoạn thẳng màu xanh không thay đổi. Không thay đổi. Còn đoạn thẳng màu đỏ thì tăng lên một số cm, đúng không? Đoạn thẳng màu đỏ thì tăng lên một số cm.
Và khi đó ta biết là khi mà đoạn thẳng màu đỏ tăng lên một số cm thì ta có hai tỉ số, ban đầu thì bằng 2/5 của đoạn xanh, lúc sau thì bằng 4/5 của đoạn xanh. Đây là 4/5 của đoạn xanh. Đấy, 4/5 đoạn xanh. Thế như vậy ta có hai tỉ số nha, ta có hai tỉ số. Hai tỉ số này là lúc đầu, lúc đầu và lúc sau. Lúc sau. Thế còn ta có là số đoạn thẳng đỏ thì tăng lên, 18 cm. Có lẽ mình sẽ dừng lại ở cái phân tích đặc điểm thôi. Còn để mà đưa ra được công thức chung để giải cái bài như này thì mình chưa vội. Tí nữa chúng ta sẽ đưa ra sau nhé. Bây giờ thầy sẽ mời các con làm tiếp cho thầy bài thực hành sau đây. À, nãy mới là bài ví dụ, bây giờ là bài thực hành. Bài này thầy yêu cầu các con sẽ phải làm chính xác nha, không được quá nhanh đấy, mà phải chính xác. Không được quá chậm nào nào. Không được nhanh, chậm một chút thì bây giờ vẫn còn cơ hội, nhưng nhanh mà sai là hết cơ hội. Cho nên quan trọng nhất là phải chắc chắn đúng. Rồi mời các con. Đề bài có hơi nhỏ không? Thế này là vừa. Em xong rồi thầy ơi. Ừ. Đây đây, kiểm tra kết quả đi thầy. À, các con cứ làm rồi comment cho thầy đi. Đây. Thầy đã nhận được kết quả chính xác của một số bạn sau đây. Thứ nhất là bạn Trí Lâm, chính xác. Thứ hai là bạn Bình An, bạn mới có một cái đáp số à? Một cái ý. Bình An ở phía dưới đâu? Bình An, comment lại cho thầy kết quả nhé. À đây rồi. Một cái lúc sáng post một kết quả, xong đến đêm post một kết quả thứ hai. Lần sau là một dòng thôi nhá, Bình An. Để thầy đỡ phải mất thời gian. Thứ hai, thứ ba là bạn Xuân Trường, chính xác. À, bạn Nguyễn Ngọc Hà, chính xác. Rất tốt. Bạn Minh Đăng, tốt. Bạn Phi Yến, rất tốt. Bạn tiếp theo là Quách Đại Vinh, rất tốt. Bạn Tiến Pháp, rất tốt. Bạn Bảo Khánh,
Bảo Khánh ơi, Bảo Khánh thiếu cái gì nhỉ? À, thế nếu mà thiếu đơn vị đo thì thế nào hả Bảo Khánh nhỉ? Thế con đúng không thầy? Chất đúng thì không có điểm nhá. Nếu mà làm trắc nghiệm thiếu đơn vị là gạch luôn. Cho nên ấy là tạo ngay thói quen ngay từ bây giờ Bảo Khánh nhá. Các con chú ý cho thầy như này. Nhân cơ việc mà nói về đơn vị và đáp số thì thầy nói luôn không thêm. Sau này khi các bạn làm các bài toán ta gọi là trắc nghiệm điền đáp số. Nó có hai cái hình thức trắc nghiệm. Một là trắc nghiệm điền đáp số, tức là chúng ta cần phải điền đáp số vào cái ô như thế này. Đấy gọi là trắc nghiệm điền đáp số. Còn cái hình thức thứ hai là trắc nghiệm chọn phương án đúng. Tức là ví dụ cho các phương án A gì gì đó, B gì đó, C gì đó, D gì đó. Cho một phương án đúng, ta khoanh vào thôi. Đấy, thì đơn giản. Nhưng cái hình thức trắc nghiệm điền đáp số yêu cầu các con là cần phải có 3 yếu tố ở trong đáp số. Yếu tố thứ nhất là tên của đại lượng. Tên của đại lượng. Tên đại lượng cần là gì? Đấy. Tên của cái đại lượng. Ví dụ, ở đây là gì? Độ dài của đoạn thứ nhất, độ dài của đoạn thứ hai, thanh thứ nhất, thanh thứ hai, vân vân. Đấy là tên đại lượng nhá. Số thứ nhất, số thứ hai, số lớn, số bé. Cái thứ hai là con số. Con số. Và cái thứ ba, đấy là gì? Đơn vị. Đơn vị. Thế thì nếu mà đủ cả ba cái này này nhá, tên đại lượng, con số và đơn vị thì chúng ta mới được điểm. Còn nếu điều gì xảy ra nếu con quên tên đại lượng? Tùy từng trường hợp, nếu có trường hợp mà khi tên đại lượng nó dễ phân biệt. Đấy, ví dụ số bé và số lớn, các con viết hai số không có tên đại lượng. Nhưng mà người ta vẫn biết à số nào là bé, số nào là lớn thì được. Nhưng nếu như là đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai thì nó lại là khác. Nha. Thế thì rất khoát phải có ba yếu tố này. Đấy. Cho nên ví dụ như bạn nào điền vào cho thầy là ví dụ 170, 90, 80. Chắc chắn là không có điểm. Có đơn vị. Đấy, chắc chắn không có điểm. Thế nếu như điền thêm vào cm, cm có điểm không? Có. Chưa chắc. Chưa chắc nha. Nếu có đơn vị nữa chưa chắc. Các thầy cô mà chấm bài gắt gao ấy là vẫn chưa được điểm. Thế thì để chắc chắn có điểm thì phải làm nào? Cái này là cái gì? Đi vào. À, nó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất. Vân vân. Thế thì điền đáp số các con cần phải điền đầy đủ nhá. Là thứ nhất ở đây ba yếu tố này cho thầy. Và nếu như là hai đại lượng thì ta phải ghi hai dòng. Đấy, để cho đầy đủ. Tiếp theo là bạn Đỗ Thị Kim Ngân chính xác. Rồi Bình An nói rồi đúng không? Bạn Lê Ngọc An chính xác. Bạn Đỗ Thị Kim Ngân rồi. Bạn Sơn Tùng Chất là sao? Lại chất là cái gì? Bạn Sơn Tùng nào đây? Hả? À? Bạn Sơn Tùng nào đây? Con ghi rõ là có hai Sơn Tùng thì con phải ghi rõ nhá. À, tiếp theo là bạn Sơn Tùng chưa đúng rồi. Đấy. Thế thì để giúp các bạn có một cái hướng tư duy chính xác của cái bài này, thầy sẽ gợi ý các con và sau đó thầy cho con một cơ hội để sửa lại. Đề bài cho chúng ta là một bác thợ mộc có hai thanh gỗ. Thanh thứ nhất dài bằng 2/7 thanh thứ hai. Như vậy là ta có cái thanh 1 thì 2/7 tức là thanh 1. Thanh 1 thanh, à, thanh thứ nhất. Thanh thứ nhất và thanh thứ hai. Thanh thứ hai. Thì thanh thứ nhất là bằng 2/2 thì thanh thứ hai sẽ là 7 phần như thế, 1 2 3 4 5 6 7. Thanh thứ hai sẽ là 7 phần như thế nhá. 2/7. Đây là 2/7 của thanh thứ hai. Tiếp theo là gì? Bây giờ nếu như bác nối thêm vào thanh thứ nhất 60 cm nữa
thì nó dài chứ không phải có đâu nhá, nó dài bằng 5/7 của thanh thứ hai. Như vậy đa từ 2 phần trở thành 5 phần, 5 phần đây. Nếu nối thêm vào 60 cm, đây là 60 cm, thì nó trở thành 5/7 của đoạn thanh thứ hai. Đấy, thanh 2. Thanh 2. Đấy, đây là 5/7 của thanh 2. Bây giờ mình vẽ cái sơ đồ đoạn thẳng nó giống như cái thanh nữa. Coi như là vẽ cái thanh. Thì sau này các con sẽ quy hết về sơ đồ này, ta gọi là sơ đồ đoạn thẳng. Bây giờ để tìm được là ban đầu mỗi thanh có bao nhiêu là dài bao nhiêu. Tức là thanh 1 dài bao nhiêu ban đầu. Thanh 2 dài bao nhiêu ban đầu. Thì chúng ta cần phải tìm xem nó một phần nó bằng bao nhiêu. Đúng không? Mà muốn tìm một phần thì ta phải dựa vào xem, à cái ông 60 cm này, ông ấy là bao nhiêu phần. Đấy. Thế thì ở đây ấy, nếu như các con coi thanh 2 là 7 phần thì thanh 1 ban đầu là 2 phần. Thanh 1 ban đầu, thanh 1 lúc sau là 5 phần. Cho nên 60 đơn vị này chính là 3 phần tăng thêm. Đấy. 5 phần trừ đi 2 phần bằng 3 phần tăng thêm. Đúng không? Từ đó ta tìm được 1 phần. Thôi ta cứ giải bằng phương pháp mà tư duy nó chặt chẽ như thế nhé. Thế còn nó có một cái cách trình bày nữa liên quan đến phân phép tính phân số, thầy sẽ nói sau. Thế thì đây cái cách trình bày này, là nếu ta coi nhá, ta coi cái thanh 2, độ dài của thanh thứ 2 là 7 phần. Thì khi đó độ dài của thanh 1, thanh thứ nhất lúc đầu là 2 phần. Là 2 phần. Thế còn lúc sau sẽ là gì? Là 5 phần. Là 5 phần. Thế từ đó các con thấy là suy ra là 60 cm là tương ứng với 5 trừ 2 bằng 3 phần. 3 phần. Đấy, 3 phần. Vậy thì ta tìm được 1 phần. 1 phần sẽ là 60 chia cho 3 phần bằng 20 cm. Ủa thôi, thầy quên mất, thầy lại giải hộ các con mất rồi. Thầy định gợi ý cơ mà. Thôi được rồi, thầy sẽ giải hộ nhé. Và thầy nói về cái phương pháp trình bày theo phương pháp tỉ số luôn. Như vậy 1 phần bằng 20 cm. Và từ đó ta tìm được là thanh 1. Thanh 1 2 phần cho nên bằng 20 x 2 bằng 40 cm. Còn thanh 2, thanh 2 7 phần nên bằng 20 x 7 bằng 140 cm. Đấy, đây là đáp số. Thế đáp số ta phải ghi thế nào? Đáp số nha, phải ghi rõ tên đại lượng này. Thanh 1. Thanh 1 viết tắt cũng được, nhưng mà phải viết thanh 2. Thanh 2 2 chấm. Đơn con số này 40 đơn vị là cm, 140 cm. Đấy. Thì mới được điểm nhé. Chứ nếu mà sai là không được. Thế bây giờ thầy xem là với các cái tư duy như thế này, nếu mà mình trình bày theo phép tính phân số thì chúng ta có cái cách nào? Thì xóa bên này đi nhé. Đúng rồi. Đây là cái dạng mà chắc chắn các con gặp ở trong đề thi. Chắc chắn là có nhiều đấy. Bây giờ ta có cả một cái phần, cả một cái đoạn để trình bày số phần này. Nếu coi thanh 1, thanh 2 là 7 phần, thì thanh 1 lúc đầu là 2 phần, thanh 1 lúc sau là 5 phần. Vì sao chúng ta lại có cái số phần này? Nó xuất phát từ hai cái phân số. Là phân số lúc đầu, người ta nói là lúc đầu là thanh 1 bằng 2/7 của thanh 2. Còn lúc sau, tức là sau khi mà tăng thêm 18 đơn vị
À, 18 cm thì thanh một mới này bằng 5/7 của thanh hai. Đấy. Đúng nào? Như vậy nếu tư duy theo số phần chúng ta viết trình bày như thế này. Nhưng nếu tư duy theo theo phân số thì ta phải trình bày như thế này. Đấy, tăng 60. 60 cm này ứng với bao nhiêu phần? 3 phần. Nhưng mà 3 phần là 3 phần của cái gì? 3 phần là so với cái gì? À, so trong đó 1 phần là bằng, tức là 1 phần ấy là thanh 2 chia là 7 phần. Hả? À 60 cm chứ không phải là 60 mà thầy. À, thầy xin lỗi. Đây là 60. Cái số 18 này thầy lại nhớ cái lúc đầu, thầy nhớ dai quá. Lại tăng thêm 60 cm. Thế thì cái 60 cm này nhá, là sau khi mà thanh 1 tăng thêm 60 cm thì độ dài của nó lúc đầu là 2/7 thanh 2 tăng lên từ 5 thành 5/7 của thanh 2. Cho nên 60 cm nó sẽ tương ứng với 5/7 của thanh 2 trừ đi 2/7 của thanh 2 bằng 3/7 của thanh thứ hai. Thanh hai. Đấy, đây là phép tính phân số nhá. Cũng là 3 phần, nhưng nếu tư duy theo số phần thì ta viết nó là 5 trừ 2 bằng 3 phần. Thế còn ở chỗ này ấy, thì tự theo phép tính phân số thì ta phải biểu diễn nó bằng 3/7 của thanh hai. Tức là nếu thanh hai chia là 7 phần thì lúc đó là gì? Là cái 60 cm. 60 cm. 60 cm nó sẽ là 3 phần như thế. Thế thì cái này ấy, người ta gọi là phân số chỉ 60 cm. Phân số chỉ 60 cm. Đấy. Tức là 60 cm thì bằng 3/7 của thanh 2. Các bạn đã hình dung được chưa? Hình dung được chưa? Thế bây giờ nếu như mà đến đây rồi thì ta lại tính, ta không thể tính được số phần một phần được, đúng không? Một phần được, ta lại phải tiếp tục theo phép tính phân số nha. Đấy, không thể tính một phần rồi nhân hai phần được, được thùng thanh một rồi. Bây giờ chúng ta lại phải theo phân số này. 60 cm là 3 phần nên đem nó chia cho 3 phần sẽ được 1 phần, nhân với 7 phần sẽ được thanh 2. Và đó chính là bước tiếp theo. Ta tìm được độ dài của thanh 2. Độ dài của thanh 2. Thanh 2. Tức là 60 chia cho 3 rồi nhân với 7 bằng bao nhiêu? 140 cm. Đấy. Đây ta gọi là phép tính phân số. Có một cách nữa, có bạn nào biết cách nào không nhỉ? Có nhớ không? Có một cách là gì? À. Cách thứ hai nữa, phép tính thứ hai. 3/7 của độ dài thanh 2, tức là 3/7 nhân với thanh 2 thì bằng 60. 3/7 nhân với độ dài thanh 2 thì bằng 60. Nha, tức là 3/7 nhân với độ dài thanh 2, giả sử nó là một cái bí mật ấp x cần tìm đi, bằng 60. Vậy thì muốn đi tìm cái bí ẩn này, chúng ta lấy 60 chia cho 3/7. Hình dung được chưa? Đây chính là phép tính phân số. 60 chia cho 3/7. Đấy. Về cơ bản cũng đúng thôi, nhưng bản chất của hai cách diễn đạt này khác nhau, bằng 140 cm. À, chỗ này các con chú ý một chút, đừng bao giờ làm cách giống như thầy, rất dễ bị nhầm. Chia cho một phân số, hãy đổi nó thành phép nhân với phân số nghịch đảo. À, 7/3. Nhân với 7/3. Và thực hiện phép nhân. Đã nhân trước chia sau hoặc chia trước nhân sau cũng được. 140 cm. Đừng làm tắt như thầy lúc nãy mà rất nguy hiểm, bị sai đấy. Bây giờ có cái độ dài thanh 1 rồi, bây giờ ta đi tìm, à độ dài thanh 2 rồi, ta đi tìm độ dài thanh 1. Một bài yêu cầu chúng ta tìm độ dài thanh 1 lúc đầu, tức là tìm 2/7 của thanh 2. Nhớ bài toán tìm 2/7 của cái gì đó không? Của cái 140 đây này. Nhớ không?
Thế khi đó độ dài của thanh 1 này, độ dài của thanh 1. Cách thứ nhất là muốn tìm 2 phần 7 của thanh 2. Ta lấy thanh 2 chia cho 7 phần để được 1 phần, nhân với 2 phần để được thanh 1. Đấy. Đấy là 140 chia cho 7 phần nhân với 2 bằng 40 cm. Đấy là cách 1. Cách thứ hai, 2 phần 7 của thanh 2 tức là bằng 2 phần 7 nhân với thanh 2. Đúng không? Chỗ này thì mình có thể rộng nó một tí để nhớ này. 2 lần của cái gì đó là cái đó nhân 2. 1 phần 2 của cái gì đấy tức là cái đấy nhân với 1 phần 2. Vậy thì 2 phần 7 của cái gì đó là 2 phần 7 nhân với cái đó. Đấy. 2 phần 7 nhân với 140. Hay là 140 nhân với 2 phần 7. Ở đây phép nhân rồi thì mình thực hiện nhân trước chia sau hoặc chia trước nhân sau đều được. Bằng 40 cm. Đấy, và ta có đáp số ở bên này. Thế thì thông qua cái bài này, thầy có thể cho thầy là ta tư duy theo sơ đồ thì tư duy theo số phần nó rất là dễ hiểu, đơn giản. Còn nếu trình bày bằng lời, đôi khi thì người ta sẽ trình bày bằng phép tính phân số như thế này. Thì cái này được đánh giá cao hơn. Cao hơn. Đấy. Nếu như bạn nào mà giải được bài toán thành thạo, chúng ta sẽ làm theo cách này là chính. Còn nếu như không thì ta sẽ làm theo cách này. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Tí nữa thầy sẽ cho con thấy là vì sao nhé. Vì sao phải là thế này. Thế thì hãy rèn luyện phương pháp tư duy theo sơ đồ để hiểu bản chất của từng phép tính, của từng bước giải. Nhưng mà chúng ta phải rèn luyện cái phương pháp trình bày theo phép tính phân số. Các con hiểu chưa? Đấy, nhớ nhá. Sơ đồ để hiểu trực quan, để hiểu sâu. Đấy. Mình vẫn biết, mình cũng vẫn có thể tìm được đáp số. Nhưng trình bày lời giải thì phải theo cái kiểu này. Thì tí nữa thầy sẽ cho con thấy là vì sao lại theo cái cách tức là theo cái phép tính phân số lại quan trọng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp thực hành thứ hai. Thầy giảng như thế chậm quá hay là nhanh quá không? Có bạn nào thấy chậm quá không? Hả? Không thầy ơi. Không thầy ơi. Có bạn nào thấy nhanh quá không? Bình thường ạ. Bình thường à? Ừ. Nếu mà chậm quá nhanh quá thì điều chỉnh. Cảnh báo thầy ngay nhá. Thầy mời các con làm tiếp bài thực hành 2. Rồi các bạn làm đi. Bây giờ lại không phải là thanh gỗ nữa mà là thanh sắt. Quanh đi quẩn lại thanh sắt thanh gỗ cũng là như nhau thôi. Có cần thầy phải để cái bảng này không? Để luôn đi thầy. Thôi tí nữa. Hỏi cuối cùng là hỏi 4 phần 9 hay 7 phần 9 như này. Thầy xin phép các bạn một chút là ở trên Facebook
có một cái comment rất là thiếu bất nhã. Thầy Kiên xin xin phép các bạn một chút nhé, để nói một 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 câu thôi. Ở trên kênh Facebook, ở trên cái livestream của thầy ở ở trên kênh Facebook hiện nay đang có một cái comment rất là bất nhã. Đấy là comment của người vợ của người đồng nghiệp cũ của thầy. Và thầy Kiên không chấp cái bạn này, bởi vì là bạn ấy nói tất cả những cái gì bạn ấy nói ấy, từ xưa đến giờ thầy Kiên chưa bao giờ phản đối lại. Nhưng nếu bạn ấy đã có cái ý kiến ở trên cái live stream như thế này, thì thầy Kiên sẽ nhờ, chính thức thầy Kiên sẽ nhờ an ninh mạng, cục an ninh mạng sẽ làm việc để tố cáo bạn này là xúc phạm đến đến thầy Kiên. Và thầy Kiên yêu cầu bạn là Trương Ngọc Diệp dừng ngay lập tức tất cả những phát ngôn ở trên fanpage Toán Thầy Kiên. Xin lỗi các con. Thôi chúng ta học tiếp đi, không quan trọng nhé. Ở lớp mình có bạn nào tên là Ngọc Diệp không hả thầy? À, lớp mình không. Thầy cần cho kết quả hồi đọc đi thầy. Thầy đã nhận được kết quả của một số bạn. Thầy chúc mừng bạn, các bạn sau đây. Thứ nhất là bạn Trí Lâm. Thứ hai là bạn Nguyễn Ngọc Hà, rất tốt. Thứ ba là bạn Quách Đại Vinh, rất tốt. Thứ tư là bạn Xuân Trường. Bạn là Hà Ngân, rất tốt. Bạn Minh Đăng, rất tốt. Nhưng mà Minh Đăng chú ý đơn vị nhé. Này, trả lời vừa thừa mà lại vừa thiếu. Thầy không cần những câu ạ ạ. Đấy, nhưng thầy cần đơn vị phải đủ. Minh Đăng nhá, thấy chưa? Vâng. Thầy ơi, bạn Đỗ Thị Kim Ngân, chính xác, nhưng mà vẫn thiếu cái gì nhỉ Kim Ngân? Đơn vị ạ. Tiến Pháp, chính xác. Bạn Anh Châu, chính xác. Lê Minh Đức, thiếu cái gì? Hả? Con gửi lại rồi. À, con gửi lại. Đúng rồi, Lê Minh Đức đã bổ sung đơn vị, chính xác, tốt. Hà Trang, đúng, chính xác. À, như vậy kết quả của các con khá là tốt. Có bạn nào cần thầy gợi ý không? Rồi, thế thì thầy sẽ phân tích lại một lần nữa. Thầy sẽ phân tích lại. Cái gì con? Cuối cùng là 4 phần 4 hay 7 phần 9 nha thầy. Con mà sao? Sao mà bạn năng chất? Bình an thầy. À bình an, ừ sao? Cái bài hỏi bình... là cuối cùng là 4 cuối cùng là bao nhiêu? Cuối cùng tức là gì? Tức là sau đó hay là ban đầu? Sau đó. À đúng rồi, cuối cùng tức là sau đó. Con sai. Ủa nhưng mà con làm đúng mà, con làm sao nói chứ đâu làm. Mày đóng lại giờ ra.
vào được rồi ạ. Mấy thầy ơi, thầy có đây, sao con? Từ xưa đến giờ thầy bắt nhiều người làm việc cùng không? Từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ thầy có nhiều người làm việc cùng không hay ít? Thầy làm việc thường làm việc một mình. Thầy làm việc ở nhà thôi. Ờ, thầy làm ở nhà. Thầy chỉ có một người cộng sự từ trước đến giờ thôi. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Còn là chủ yếu thầy làm một mình. Rồi, bây giờ thầy gợi ý các con về tư duy bài thực hành 2. Đoạn này là bác thợ sắt có hai đoạn sắt. Chiều dài của đoạn thứ nhất bằng 7/9 đoạn thứ hai. À, đoạn thứ nhất bằng 7/9. Đoạn 1 này. Đoạn 1. Bằng 7/9 tức là đoạn 1 là 7 phần. Thầy vẽ 7 phần. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7. Thế còn đoạn thứ hai là 9 phần. 9 phần như thế. Đây là đoạn thứ hai. Rồi, sau đó thì bác cắt đoạn thứ nhất. Bác cắt đoạn thứ nhất đi 120 cm thì được một đoạn mới, tức là cái đoạn nó ngắn hơn, có chiều dài bằng 4/9. 4/9. Ở đây chúng ta hãy chú ý cái số phần nhé. Ở lúc đầu á, lúc đầu thì đoạn 1 bằng 7/9 của đoạn 2. Có nghĩa là nếu đoạn 2 được chia thành 9 phần thì đoạn 1 sẽ là 7 phần như thế, đúng không? Bây giờ lúc sau khi mà cắt đi bao nhiêu? Cắt đi 120 cm trừ 120 cm thì ta được lúc sau ấy là đoạn 1 bằng 4/9 của đoạn 2. Có nghĩa lúc đó đoạn 2 vẫn được chia làm 9 phần và đoạn 1 bây giờ chỉ còn 4 phần thôi. Vậy thì trong cả hai tỉ số này, đoạn 2 đều được chia làm 9 phần, tức là một phần không thay đổi. Thế khi đó đoạn 2, đoạn 1 chỉ còn có 4 phần thôi, tức là chỉ còn có đoạn này thôi. Đây là 4/9 của đoạn 2. 4/9. Đúng chưa? À đâu, thừa mất rồi. 4/9 chỉ đến đây thôi. Đến đây. Đấy nhá, 4/9. Thế còn ban đầu là 7/9. 7/9 đoạn 2. Đấy. Và như vậy thì bác đã cắt đi mấy phần đấy? Mấy phần? À con. Cắt đi mấy phần nhỉ? Đây chính là 120 cm. Cắt đi mấy phần? 3 phần. 8 phần. 5 phần á? Bạn nào vừa nào bảo 5 phần? 3 phần thầy. À 3 phần. Đấy. Thế thì về mặt tư duy nhá, chúng ta chú ý này, nếu như đoạn 2, nếu coi đoạn 2 là 9 phần. Thì đoạn 1 lúc đầu là 7 là gì? 7 phần như thế. Còn đoạn 2 còn đoạn 1 lúc sau là 4 phần như thế. Đúng chưa nào? Như vậy bị giảm đi mấy phần nhỉ? 7 trừ đi 3 bằng 7 trừ đi 4 bằng 3 phần. Đấy. 3 phần. Và cái phần giảm đi này nó chính là cái phần mà ứng với 120 cm. 120 cm tương ứng với 7 trừ đi 3 bằng 7 trừ 4 bằng 3 phần. Các con hình dung được chưa? Thế 3 phần này bằng 120 cm. Thế từ đó các con tính được một phần. Tính được một phần. Và từ một phần thì các con sẽ tính được đoạn 1 và đoạn 2 lúc đầu. À lúc sau, nhớ nhá. Lúc sau. Đấy.
Đấy là gợi ý. Bây giờ thầy sẽ chờ thêm một chút xíu thời gian nữa để chờ các bạn làm tiếp tục hoàn thiện kết quả. Thầy ơi, hồi nãy con nợ thầy nghe đây con sao? Hồi nãy con nợ kết quả đúng là sao thầy không đọc tên con? Đấy, bây giờ thầy xem lại để thầy đọc. We with the meeting host will land here on the show. In the show. À, thầy có kết quả. Ok. Bạn nào nhờ bạn nào vừa hỏi thầy? Năng chất à? Thầy ơi. Bạn nào đang gõ bàn phím nghe kêu thế? Kết quả của bạn năng chất là bao nhiêu nhỉ? À, bạn con là Bình An. Con là Bình An thầy ơi. Bình An. Nếu thầy nhớ không nhầm thì thầy đọc kết quả của Bình An, thầy chưa đọc là vì sai. Bạn năng chất kết quả cũng chưa đúng. Thầy mong các con hãy xem lại nào. Các con nhớ nhá, người ta hỏi này, câu hỏi của người ta là cuối cùng mỗi đoạn dài bao nhiêu. Cuối cùng nhá. Có những hai đoạn. Mỗi đoạn. Đây là đoạn cuối cùng là gì? Đoạn 1 đây này. Cuối cùng đây này. À đâu, cuối cùng đây. Thế thôi. Ơi. Thế thôi. Trên Facebook được. Thầy xem có ai đang chuẩn bị vào không đi thầy, bởi vì con đang kết nối bằng cái máy tính của con nó chưa vào được. Ở sao trên con vẫn là sao không chat được ở trên Facebook nhỉ? In the show. Thầy ơi sao con có sai không thầy? Nãy giờ không? Bạn Bình An chưa đúng. Thế thầy. Chưa đúng kìa. Ủa? Có số sai không? Có ai đang nhấn vào? Chăm sao thế thầy? Ừ, sao? Ơi. Thầy ơi. Chăm sao? Ơi. Thầy chuyển cho con vào Zoom kìa. Thầy chuyển cho con vào Zoom bằng cái máy tính kìa. Đang có ai? Bởi vì trên màn hình máy tính con vẫn đang please wait. Thầy ơi. The meeting host will let you in the show. Đây và thầy ơi, chúng ta không coi lại cái đề đúng thầy. À, thầy gửi lại đề cho bạn năng chất. Hãy khẩn trương kiểm tra lại nhá. Bình An lớn nha thầy. Rồi, mời con. Chiều dài với một chân đoạn thôi. Chiều dài đoạn thứ nhất bằng 7 phần. Hết rồi. Khổ quá. Được rồi thì thầy ơi, cuối cùng kết quả bằng mấy vậy thầy?
Con bằng 36 với 36 sao sai? Thầy ơi, con bằng 106 với 306 sao sai với thầy? À, con kiểm tra lại xem là người ta hỏi cái gì. Cuối cùng mỗi đoạn dài bao nhiêu cm? Đúng rồi, thế thì phải tìm cho đúng cái đấy. Bây giờ thầy kiểm tra lại kết quả nhá, xem là có thêm bạn nào đúng không nhá. À xem nào. Có bao nhiêu cm? Thì đúng mà. Mà để cho cm hay mét? Thầy thầy không cho gì á, thầy cho xong đây chứ. Xong đi. Thầy ra chữa nhá. Đúng rồi. Bây giờ đoạn 1 là 7 phần. Lúc đầu 7 phần, lúc sau 4 phần. Như vậy 100 giảm đi 120 cm, tức là giảm đi 3 phần. Thì giá trị của 1 phần sẽ bằng bao nhiêu các con? Giá trị 1 phần sẽ bằng 120 chia cho 3 bằng 40 cm. Đây là giá trị của một phần, đúng không? Thế thì đoạn 1 lúc đầu là bao nhiêu phần đây? 4 phần 9 hay là lúc nào? Lúc sau, đoạn 1 lúc sau thì còn 4 phần 9 nên bằng 40 nhân với 4 phần. 4 phần thì bằng 160 cm. Còn đoạn 2 là 7 phần. À thầy xin lỗi, 9 phần. Đúng rồi, bằng 40 nhân với 9 bằng 360 cm. Hình như lúc nãy thầy đọc nhầm kết quả của các bạn ấy nhỉ? Vì con đúng rồi thầy. Con đúng rồi. Đúng, đúng, đúng thầy, thầy đọc nhầm đúng không? Đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Tức là bạn nào sai thì bạn thầy đọc đúng à? Lúc nãy con chat trên điện thoại con là đúng, còn con xuống máy tính thì kiểu con đổi ngược lại kết quả nên con mới sai. Trong điện thoại con vẫn đúng. Thế thì chúng ta chú ý cái cách giải, cái cách trình bày lời giải. Nếu theo phương pháp phép tính phân số ấy, thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào? Đấy. Vì đang còn thời gian nên thầy sẽ nói kỹ, bởi vì cái này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta nhớ nhé, là nếu như đoạn 1 bằng 7 phần 9 đoạn 2 lúc đầu, lúc sau thì bằng 4 phần 9 đoạn 2, tức là sau khi mà bị giảm đi 120 cm, bị cắt đi, thì nó đang từ 7 phần 9 của đoạn 2 trở thành 4 phần 9 của đoạn 2. Vậy thì cái đây là phân số lúc đầu so với đoạn 2, đây là phân số lúc sau so với đoạn 2. Thế thì 120 cm này nó chính là cái, nó tương ứng với cái phần phân số thay đổi, tức là thay đổi từ phân số này trở thành phân số này. Như vậy cái phân số mà chỉ 120 cm đấy là 7 phần 9 trừ đi 4 phần 9 bằng 3 phần 9. Đây là 3 phần 9 của cái gì? Của độ dài đoạn 2 đấy, đoạn 2. 3 phần 9 chúng ta có thể viết nó thành là bằng 1 phần 3, 1 phần 3 đoạn 2, đúng không nào? Đấy. Tức là 120 cm là 1 phần 3 của đoạn 2. Có nghĩa là đoạn 2 3 phần thì 120 cm là 1 phần như thế. Đấy. Vậy ta muốn tính độ dài đoạn 2, chúng ta chỉ việc đây là 1 phần thôi, ta phải chỉ việc nhân với 3 thôi. Thế độ dài đoạn 2, 120 nhân 3 bằng 360 cm. Anh hiểu chưa? Thế còn nếu như các con làm theo phép tính phân số, 1 phần 3 độ dài đoạn 2, tức là 1 phần 3 nhân với đoạn 2
thì bằng 120 cm. Vậy muốn tính đoạn 2 bí ẩn này, chúng ta lấy 120 cm chia cho 1/3. 120 chia cho 1/3 thì ta cũng được 360. Đấy là cái đoạn 2. Thế còn đoạn 1? Đoạn 1 thì các con dùng thử dụng nhận đoạn 1, nhớ là đoạn 1 lúc sau nhé, bằng 4/9 của đoạn 2. Vậy thì tính 4/9 của đoạn 2, tức là của 360 cm. Chúng ta cũng có hai cách. Cách thứ nhất là ta lấy đoạn 2 chia làm 9 phần rồi nhân với 4 phần để được đoạn 1. 360 chia cho 9 nhân với 4. Đấy. Còn cách thứ hai là muốn tính 4/9 của cái gì đó, ta lấy 4/9 nhân với cái đó. 4/9 nhân với 360. Đấy, và các bạn cùng ra kết quả là bằng 160 cm. Đấy là cái hướng, cái lời giải mà chúng ta sẽ trình bày theo phương pháp phân số. Đấy. Thầy xem là cái bài thực hành tiếp theo này có. Đây, bây giờ thầy sẽ cho các con một cái. À, từ từ xem nào. Đây, một cái ví dụ. Như thầy vừa nói là tại sao tư duy một đằng, tư duy theo cái sơ đồ nó dễ thế này mà thầy không dạy, đúng không? Mà thầy lại dạy cái hình, cái phương pháp trình bày theo phép tính phân số, tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ thầy sẽ cho con một ví dụ để các con hình dung được là chúng ta phải vừa hiểu một cách trực quan mà phải vừa hiểu một cách trừu tượng thì chúng ta mới giải quyết được những cái bài như sau đây. Đây là bài thực hành số 3. Rồi thầy mời các con. Ô, bạn nào đang 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 vừa hát vừa học đấy? À, thầy xem kết quả của các bạn như thế nào nhé. À, thầy có kết quả chính xác của bạn Xuân Trường. À, bạn Bảo Khánh. Bạn Bảo Khánh, thầy có nói với con về cái gì nhỉ? Ta phải có ghi ba yếu tố nhé. Bảo Khánh đâu rồi?
hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đại lượng, yếu tố thứ hai con số, yếu tố thứ ba là đơn vị. Nhớ nhé, con đang thiếu cái gì đấy? Bây giờ có đơn vị thì lại thiếu đại lượng. Bảo Khánh đúng rồi, nhưng thiếu đại lượng, tên đại lượng. Chí Lâm cũng thế, thiếu tên đại lượng. Bạn Xuân Trường chính xác. Đúng rồi. À, bạn Quách Đại Vinh chính xác. Đấy, thế còn lại các bạn khác thì chưa? Em gửi lại. Nguyễn Bình An chưa đúng. Bạn Nguyễn Minh An kết quả chưa đúng. Bạn Sơn Tùng chưa đúng. Thầy gợi ý các con một chút nhá. Đến đây các bạn mới thấy là cái sơ đồ của chúng ta, cái sơ đồ của chúng ta, tức là cái phương pháp sơ đồ của chúng ta, nó có những cái hạn chế đấy, và mình vẫn phải cải tiến một chút. Sau đây là gợi ý thực hành 3. Đề bài cho chúng ta là bác thợ sắt có hai đoạn chiều dài, đoạn thứ nhất thì bằng 3/4 của đoạn thứ hai. Như vậy ở đoạn thứ nhất, bạn nào đang có âm thanh, độ dài của đoạn 1 này thì bằng 3/4 của đoạn 2, tức là gì? Nếu như đoạn 1 là 3/1, 1, 2, 3 thì đoạn 2 là 4/4 như thế. Thì đoạn 2 là 4/4 như thế. Đây là đoạn 2. Tiếp theo là sau đó thì bác đoạn thứ nhất đi 10 cm. Thôi ta phân tích cái chỗ này đã. Lúc đầu nhé, lúc đầu đoạn 1 bằng 3/4 đoạn 2, có nghĩa là nếu đoạn 2 bây giờ chia là 4/4 thì đoạn 1 chiếm 3/4 như thế. Nhưng ở sau ấy, thì nếu như bác cắt đoạn thứ nhất đi 10 cm thì được đoạn mới, tức là lúc sau, lúc sau thì đoạn 1 mới này, đoạn 1 mới thì nó lại bằng 2/3 của đoạn thứ hai. 2/3 của đoạn thứ hai thì ở trong tỉ số này cái đoạn thứ hai lại được chia làm có 3/3 thôi, đúng không? Còn đoạn mới thứ nhất là 2/2. Như vậy đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai lúc đầu chia là 4/4, còn ở lúc sau đoạn thứ hai được chia là 3/3. Thế nếu vẽ đầy đủ ra thì ta có như này. Đây là lúc đầu là màu trắng nhé, lúc sau là màu đỏ đi, thì lúc sau đoạn thứ hai không thay đổi gì cả đấy, nhưng chỉ được chia làm 3/3 thôi, thì thầy chia nó là 3/3, 3/3 đấy, đấy đủ chưa, đủ 3/3 rồi. Thì khi đó cái đoạn thứ nhất đây này nó còn 2/2 như thế. Đến đây thẳng cái này nhá, thẳng 2/2. Các bạn hình dung được chưa? Đây 2/2. Nếu đoạn thứ hai được chia là 4/4 như ở trên thì đoạn thứ nhất lúc đầu là 3/4, đây ta gọi là 3/4 màu trắng. Thế còn nếu đoạn thứ hai chia là 3/4 thì đoạn thứ nhất 2/2, tức là 2/3. Cái phần đỏ và phần trắng nó không còn bằng nhau nữa. Cái phần lúc đầu và phần lúc sau nó không còn bằng nhau nữa. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Bạn nào có sáng kiến gì không? Cho thầy Kiên biết nào. Sáng kiến nào? Bạn nào có sáng kiến gì? Tìm ra số chung của 3 và 4 đi, xong rồi vẽ sơ đồ dưới dạng đấy. Rất tốt.
Ở đây ta thấy là nếu mà chia đoạn 2 làm 4 phần, lúc sau chia đoạn 2 làm 3 phần, vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là đi cùng chia đoạn 2 thành một số phần giống nhau ở cả hai, ở cả hai lần, đúng không? Lúc đầu chia làm 4 phần, lúc sau chia làm 3 phần, đều là các mẫu số. Thế muốn mà chia cùng một số phần ở cả hai lần, tức là cùng mẫu số, vậy thì tức là bài toán quy đồng mẫu số thôi. Vậy thì ta quy đồng mẫu số của 3 phần 4 và 2 phần 3 với mẫu chung là bằng 12. Nhân cả tử và mẫu của cái này với 3 thì ta được là 9 phần 12 của đoạn 2. Còn lúc sau thì bằng 8 phần 12 của đoạn 2. Đấy, đây chính là bước quy đồng mẫu số. Sao? Có hiểu chưa? Thế điều đó có nghĩa là gì, là bây giờ ấy, là cả hai lần đều đoạn 2 đều chia thành 12 phần. Khi đó đoạn 1 9 phần lúc đầu và lúc sau thì chỉ còn có 8 phần thôi. Đấy, rất là thuận tiện. Thế thì bây giờ ta chia như thế nào nhá. Thế bây giờ ta bỏ, thôi ta bỏ cái sơ đồ này đi, ta làm sơ đồ mới cho nó nhanh. Đoạn 1 lúc đầu bằng 9 phần 12 của đoạn 2. Đây đoạn 1 lúc đầu này. Đây đoạn 2 này. 9 phần 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đoạn 2 sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi. 13 nữa cơ. 12 thôi chứ. Chia thành 12 phần thôi. Thế thì lúc đầu là đoạn 1 9 phần, lúc sau giảm đi một cái nó còn 8 phần thôi. Vậy thì nó chỉ giảm đi đúng một phần thôi. Đúng không? Và một phần đó nó chính là 10 cm. 10 cm. Các con hình dung được chưa? Đấy. Như vậy một phần là 10 cm, không cần tính gì nữa. Nhân luôn lên để ra số thứ nhất và số thứ hai. Đúng chưa? Đấy. Thế nhưng mà người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi lúc đầu mỗi đoạn có bao nhiêu. Thế lúc đầu đoạn 1 có 9 phần, cho nên nhân với 9, 10 x 9 bằng 90 cm. Rất nhanh. Đoạn 2 thì 12 phần, lấy 10 nhân với 12 phần thì bằng 120 cm. Đơn giản không? Đây là một phần nhé, 10 cm là một phần. Đấy. Lấy 10 nhân với 9 và 10 nhân với 12 là xong. Đúng không? Đấy, rất đơn giản. Thế nhưng mà vừa rồi các con vừa mới xử lý một cái khâu, nghe chừng thì đơn giản nhưng mà lâu dài ấy thì nó cũng chả đơn giản một tí nào. 9 phần 12 với 8 phần 12, chúng ta có thể làm theo phương pháp là phép tính phân số như thế này. Khi mà đoạn thứ nhất bớt đi 10 cm thì nó giảm từ 3 phần 4 của đoạn 2 trở thành 2 phần 3 của đoạn 2. Như vậy là cái phân số so với đoạn 2 nó thay đổi. Đấy, nó giảm xuống. Vậy thì ta tìm được cái phân số chỉ 10 cm. Phân số chỉ 10 cm bằng cách lấy lúc đầu trừ đi lúc sau. Cái phân số chỉ lúc đầu là 3 phần 4 của đoạn 2 trừ đi 2 phần 3 của đoạn 2. Và kiểu gì chúng ta cũng phải quy đồng mẫu số, đúng không? Bằng 9 phần 12 trừ 8 phần 12 bằng 1 phần 12 của đoạn 2. Đấy. Từ đó ta tìm được thôi. Vậy thì 1 phần 12 của đoạn 2 là 10 cm. Tức là nếu đoạn 2 chia là 12 phần thì 10 cm là 1 phần. Ô đây, đó chính là cái sơ đồ này. Đấy. Như vậy là thực chất hai phương pháp này là như nhau. Như nhau thôi. Nhưng mà chúng ta phải xử lý một chút ở cái chỗ quy đồng mẫu số ấy này nhé. Thế thì bây giờ ta tính. Tuy nhiên là đã làm theo phương pháp phân số thì mình làm luôn phương pháp phân số. Chứ nếu mà vừa phân số là vừa nhân chia thì nó không hay. Cho nên ta tính độ dài đoạn 2. Đoạn 2 theo phương pháp phân số là 1 phần 12 của đoạn 2, tức là 1 phần 12 nhân với đoạn 2 thì bằng 10. Đây là bí ẩn. Vậy bí ẩn sẽ bằng 10 chia cho 1 phần 12. Đấy.
bằng 10 chia cho 1 phần 12. Nhân với nghịch đảo bằng 10 nhân với 12 phần 1 thì các bạn được là 120 cm. Đấy, đây là đoạn 2. Còn đoạn 1 thì sao? Đoạn 1 thì chúng ta căn cứ vào lúc đầu nhá, bằng 3 phần 4 của đoạn 2. Vậy thì có hai cách. Một là ta tìm 3 phần, trong đó đoạn 2 chia là 4 phần. Cứ chia đoạn 2 thành 4 phần nhân với 3 phần ra nó. Cách thứ hai là gì? Tính 3 phần 4 của đoạn 2, tức là 3 phần 4 nhân với đoạn 2 là xong. Đấy. Vậy ta lấy 120 nhân với 3 phần 4. Và nhân bình thường thì ta được là 90 cm. Thế thì như vậy cái lời giải này của ta ấy là trọn vẹn toàn phép tính phân số thôi. Và nó lại được coi là coi trọng hơn các con ạ. Nhưng mà thực ra thầy thích cái kiểu tư duy như này hơn. Bởi vì tư duy như này nó giúp ta đầu óc nó linh hoạt hơn. Còn cái này là gì? Là công thức, đúng không? Là một cái công thức. Cho nên là các bạn cứ giải toán một cách tự nhiên thôi. Càng tiểu học càng nên giải toán một cách tự nhiên thì cái logic của nó càng gần gũi, nó càng liên tưởng dễ dàng đến cuộc sống xung quanh chúng ta, thì lúc đó các bạn vận dụng nó mới dễ dàng. Chứ nếu mà mình cứ theo công thức thì tuy nhiên nếu hiểu tự nhiên rồi thì vô cùng dễ dàng để mà tìm được cách để mà giải theo phép tính phân số. Sau đây chúng ta sẽ làm tiếp bài một bài nữa nhé. À, có mệt không? Không mệt quá thầy ơi. Mệt quá à? Nó chỉ khó một chút nữa nhé. À, chịu khó một chút nữa này. Thầy hứa với các con là tí nữa mình mệt ấy, mình ăn được thêm một bát cơm nữa cho thầy nhé. Và mình vừa khỏe não mà lại mình vừa khỏe người. Cố gắng vào. Rồi mời các con làm bài thực hành tiếp theo. À, thầy đã có ngay rất nhiều kết quả. Rất nhiều ở đây là 1, 2, 3. Thầy xin chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Hà đã trở thành người. Có sợ sai đầu tiên không? Là người đúng đầu tiên. Bạn Quách Đại Vinh chính xác. Bạn Xuân Trường chính xác. Trí Lâm chính xác. Tiến Phát đáp số của bạn Tiến Phát là nữ có chấm 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 nam.
Đấy, tức là nữ có chấm nhân trợ nữ có 200 bạn nam à? Còn à đâu? Thầy chưa nhìn thấy con số này. Rồi. Thầy bạn Tiến Phát chính xác, đúng rồi. Anh Châu đang bị nhầm lẫn ở đâu đó. Có một bạn tên là bạn Ngầu, biết là Ngầu đến mức nào nhỉ? Đâu rồi? Đổi tên đi. Bạn Anh Châu chưa đúng. Đổi tên thành Ngầu đây nào, bạn bạn đổi tên thành Ngầu là cũng chưa đúng. Thầy sẽ gợi ý các con về phương pháp tư duy nhé. À, bài này thì nó lại hơi nhiều số phần. Khi ta tăng số phần lên thì cái việc làm việc của ta chia số phần nó sẽ rất là vất vả. Nhưng mà đành vậy thôi. Thực hành 4 này. Đây ta phân tích trước. Rút kinh nghiệm lúc nãy ta vẽ sơ đồ. Loay hoay vẽ sơ đồ không được. Lại thì quay sang phân tích. Đúng không? Ồ, bây giờ phân tích trước. Rồi nếu cần thì vẽ sơ đồ. Bây giờ ta có là thực hành 4 này. Trong một buổi biểu diễn nghệ thuật, số khán giả nữ bằng 6/7 nam. Đấy. Nữ nữ bằng 6/7 nam. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là số nam chia làm 7 phần thì nữ là 6 phần như thế. Tiếp theo, sau khi 90 khán giả nữ ra về, như vậy số khán giả nữ giảm đi 90 người. Thì ta được lúc sau, khi đó thì nữ còn lại, nữ còn lại này sẽ bằng 3/5 số nam. 3/5 số nam. Hỏi ban đầu có bao nhiêu khán giả nữ, bao nhiêu nam. Đây hỏi ban đầu là nữ bao nhiêu, nam bao nhiêu. Thế thì chúng ta thấy là thế lúc sau ấy, bây giờ cái số học số bạn nam, số khán giả nam được chia làm 5 phần. Thì khi đó nữ sẽ là 3 phần. Thế các bạn thấy nó vô lý không? Đang lúc đầu chia nam thành 7 phần. Nam không đổi, lúc đầu chia làm 7 phần, về sau lại chia làm 5 phần. Không được, bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải chia lại. Đúng không? Mình chia lại đi. Mà muốn chia lại thì mình phải đi tìm. Đây số nam nó nằm ở mẫu cả, cho nên ta đi quy đồng mẫu số cả hai phân số này. Với mẫu chung bằng 21, bằng bao nhiêu? 5 với 7 thì bằng 35. Đấy. Nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 5 thì ta được là bằng 30/35. Là số học sinh nam. Bây giờ nam được chia là 35 phần rồi thì nữ sẽ là 30 phần, nhớ nhá. Còn phân số thứ hai 3/5 nam với mẫu chung bằng 7 bằng 35, tức là thừa số phụ bằng 7 thì ta được là 21/35 số người nam. Bây giờ nam cũng được chia là 35 phần như nhau. Đúng nhau. Khi đó thì nữ là 21 phần. Vậy thì bây giờ ta tư duy này. Ồ vậy nữ giảm đi 90 người thì đang từ 30 phần trở thành 21 phần. Tức là bị giảm đi mấy phần? Bị giảm đi mấy phần đây? 9 ạ. 9 phần đúng không? Như vậy 90 người này, 90 người thì nó tương ứng với 30 trừ đi 21 bằng 9 phần. Thế nhưng mà thôi, để bây giờ lại phải gọi nam là bao nhiêu, nữ bao nhiêu phần, nó rất phức tạp. Cho nên chúng ta chỉ cần nói là bây giờ ta không cần như này đâu nhá. Cái 9 này chính là 9/35 số học sinh nam. Đấy. Chỉ cần một phân số này chúng ta diễn đạt được hết là chia phần như thế nào. Thế thì ta chỉ cần dùng một phép tính phân số thôi. Bây giờ không cần chia thành 30, 21 nữa. Chia cũng được. Bản chất là 30/35 trừ đi 21/35 thì bằng như này, đúng không? Nhưng mà tự nhiên lại đẻ ra cái phân số này, mình muốn gộp lại cơ thì thầy viết cái phân số ban đầu là 6/7.
phân số thứ hai vẫn là 3/5. Đấy, 3 phần, trừ đi 3/5. Thế thì thực hiện kiểu gì thì kiểu các con cũng ra cái phân số này. Đấy, thế các bạn thấy cái sự tiện lợi của phương pháp phân số chưa? Như vậy 90 người tương ứng với hiệu phân số bằng 9/35 của số học sinh nam. Tức là khi đó nam chia làm 35 phần thì 90 người này là 9 phần như thế. Đấy, nhưng mà làm cách đấy lại hơi thường thường một tí. Bây giờ ta làm theo cách phép tính phân số đi. 9/35 số học sinh nam, tức là 9/35 nhân với nam, nhân với một cái biển thì bằng 90 người. Vậy số học sinh nam sẽ bằng 90 người chia cho 9/35. Đấy. Và nhân với phân số nghịch đảo 390 nhân với 35/9, các bạn sẽ được 350 người. Đấy, đây là nam. Nữ thì sao? Nữ ban đầu nhá bằng 6/7 nam. Ta dùng phép tính phân số nhân với nó. 6/7 nhân với 350 bằng 300 mấy người. Xong. Thế vậy kết quả của chúng ta là 350 người, là 300 người. Tuy nhiên các con chú ý đáp số của chúng ta bao gồm 3 yếu tố. Một là tên đại lượng, hai là con số, và ba là đơn vị. Cả ba yếu tố. À, hôm nay các bạn thấy có hiểu cái bài toán không? Khó quá thầy ơi. Khó quá thầy. Không hiểu lắm ạ. Khó. Hơi khó. Những ai khó, những ai thấy khó giơ tay thầy xem nào. Con ạ. Những ai thấy khó và chưa hiểu nào. Thầy ơi, thầy con đi nhé thầy. À, bạn Duy là một à? À bạn nào? Bạn Linh Chi là một này. À, không, con có giơ tay đâu. À không, thế thì bỏ tay xuống. Một bạn. Con giơ tay đâu nhỉ? Ok. Em ngầu lại đấy thầy. Bây giờ thầy hỏi là thế nào thì kêu khó, xong thầy bảo là giơ tay lên thì lại có một bạn giơ tay là sao? À? Là bạn năm trước. Thánh Linh hiểu chưa con? Để hiểu. Ừ. Nó khó giải lắm nữa mà con giải sai bé sai luôn nên con không dám gửi kết quả. Rồi bây giờ nếu bạn nào mà thấy vẫn chưa hiểu lắm nhé thì các con có thể xem lại cái video clip hôm nay, bài giảng hôm nay. Thầy nhắc lại đây là một trong những phần rất rất quan trọng và chắc chắn sẽ có trong đề thi vào lớp 6 của các trường chất lượng cao. Đấy. Có thậm chí có nhiều bài nhá. Thế bạn nào mà có định hướng thi vào các trường chất lượng cao thì rất khoát phải thành thạo cái dạng này. Bye bye thầy. Kiếm nhiều điểm đấy. Thầy. Giờ học của mình kết thúc rồi và cũng đã muộn rồi và chiều hôm nay thầy có công việc cho nên là thầy sẽ xin chào các con. Chúc các con một cuối tuần vui vẻ. Và Thiên Sân cũng xin chào, xin cảm ơn các quý phụ huynh, các bạn học sinh và toàn thể các bạn ở trên Facebook, TikTok và YouTube đã theo dõi kênh Toán Thầy Kiên và buổi học của lớp 5 nâng cao buổi sáng hôm nay. Thầy Kiên xin hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tiếp tục hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh trên cả nước các cái chương trình, các nội dung vào những cái thời điểm mà có thể sắp xếp được. Chúc tất cả các bạn một cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi live stream tiếp theo. Chào các con. Thầy ơi. Con chào thầy. Thầy ơi. Anh Châu nghe, thầy nghe đây. Thầy, nếu mà thầy cho bài tập của trường ngày hôm nay thì thầy tải lên chiều Google Classroom tối thứ bảy để cho các bạn đến chủ nhật các bạn làm. Thầy mà cho muộn hơn một tí thì không có thời gian nào vì các bạn, các thứ thường là các bạn phải học trên lớp đấy. Cái bài này thầy rồi. Cho vào tối. Thầy tải lên. Thầy cũng muốn lắm nhưng mà thầy muốn điều chỉnh một chút. Có thời gian điều chỉnh một chút nha. Thì để tùy theo cái hiểu của các con ở trên lớp mà. Đấy thì để các con sát hơn. Đấy, thầy điều chỉnh cái giáo trình hàng ngày. Vì vậy nên là thầy thường ấy là upload cái tài liệu vào ngày hôm sau. Thế thì
để chính là để nó sát hơn với cái lực học của các bạn thôi. Vâng, em cảm thôi thầy chào các bạn nhé. Vâng. Chúc các bạn một ngày một cuối tuần vui vẻ nhé. Chào các con. Thầy. Con chào thầy ạ. Dạ em xin phép là đang nghỉ á. Ừ, nghỉ đi con. Dạ thầy. Chào các con.